Với chủ đề năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, năm 2021 với thành phố Hồ Chí Minh là một năm cơ hội lớn, song hành với nhiều thách thức. Thành phố đang đặt ra quyết tâm cao nhất, cùng với nhiều giải pháp trọng tâm, phấn đấu đưa kinh tế thành phố trở lại quỹ đạo tăng trưởng, giữ vững vị trí trung tâm kinh tế của cả nước. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Năm 2021, thành phố triển khai đề án chính quyền đô thị, xây dựng thành phố Thủ Đức nhằm kết nối và phát huy hiệu quả tất cả nguồn lực. Như vậy, cần chủ động lên kế hoạch triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy sao cho khoa học, hợp lý, nêu cao tinh thần quyết tâm khắc phục các yếu kém, trì trệ, hạn chế, nỗ lực đạt được mục tiêu đã đề ra. Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GRDP đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng ngành dịch vụ trên 60%. GRDP bình quân đầu người khoảng 6.500 đô la Mỹ, giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố và bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng toàn thành phố.